có khá nhiều bạn khán giả đang muốn xem lại bảng đấu, thì có lẽ tôi và Vũ cũng như là các bạn khán giả sẽ nhìn qua lại 8 player thi đấu trong ngày hôm nay của chúng ta. Và đây rồi, vẫn là Lin Lin, TG Động Động, Clyde TFT và Dofu sẽ là người thay cho Clyde. Back M 291, TG Green, IH Vic One. Chúng ta sẽ thống nhất gọi Back M là Kem đi. Kem đi, Kem 291 đi. Để chúng ta đỡ phải nói dài. Green, Vic One, Valentino và Du Bầu Trời. Đây rồi. Đây là màn hình máy không? Khá nét. Màn hình máy chào mừng tất cả bạn khán giả đến với cả trận đấu đầu tiên của bảng A giờ trung văn 1-9 của chúng ta. Và có một chút chỉnh âm thanh đến từ cô gái chúng ta, cô gái Đậu thì nghe nói hình như là Đậu mới mua một cái màn đâu đó khoảng 70 triệu đồng. Và tôi đánh giá khá cao cái màn này của Đậu. Có vẻ là nét hơn rất nhiều so với những mùa giải trước thì phải. Nét quá nhỉ. Nét quá. Nét có khi cũng hơi ở ngoài đời luôn. Nên là tôi nghĩ rằng là sẽ là một cameraman sẽ chú ý đến Đậu hơn rất là nhiều với cái màn hình 70 củ này. Chúng ta cùng chờ xem với khởi đầu đó là một con Udia và con Lissandra cầm cho mình, đó là một cái gậy quá khổ. Cùng với đó là một cái đai máu khổng lồ ở bên phía bên ngoài. Sẽ là một cái gì đây? Thêm cho mình nữa là một mảnh gậy. Một mảnh gậy và một cái đai lưng dành cho vị trí Đậu. Ra thêm một con Suroka được khá sớm kích hoạt cho mình, đó chính là hai tái tạo cũng như là hai thần sứ. Dofu đã có mặt trong đội hình rồi. Chúng ta phải chờ đợi rất lâu để có thể nhìn được những cái màn hình của game thủ rồi. Check qua nhà một chút. Đây sẽ là một tên tướng dành cho Đậu. Liệu rằng cô nàng này sẽ có những con tướng như thế nào đây? Chúng ta cùng chờ xem. Valentino. Nói qua một chút về cái con pet của Valentino thì như là cả server Việt Nam ai cũng sẽ có con pet này thì phải. Hai con Hecarim dành cho Đậu rồi. Ồ, hai con Hecarim, liệu rằng Đậu cô gái chúng ta có hướng đến một bộ bài tôi nghĩ cũng đã là rất hot trend ở cái meta này, đó chính là Suy Vong và Ma Pháp Sư Kỵ Sĩ. Thì Đậu hoàn toàn có thể hướng đến những bộ bài đang rất khỏe ở meta này. Valentino anh ta đã up cấp 4 ở tới 2.1 rồi. Thực sự là như vậy, bởi vì Ma Pháp Sư Kỵ Sĩ đang thực sự quay lại, đang cho thấy đó là một bộ bài rất mạnh mặc dù đã bị nớp đi rất là nhiều rồi. Có vẻ như Đậu hơi dần một chút nhưng không sao. Đây là một con Lee Sin, cùng với đó là Karim. Hai chị em gặp nhau, TG Green và Đậu rồi. Green cũng đang có một trong mình của Karim và hai người quen đều cho con Karim đó một cái đai lưng. Liệu rằng cô gái chúng ta có giành chiến thắng trước bài đấu Đậu của Green hay không? Con Green con Hecarim này không dùng được chiêu cuối. Chúng ta có thể sức mạnh của dư chấn đến từ Lee Sin nó cao như thế nào. Giảm lượng tốc độ đánh và gây lực lượng sát thương diện rộng rất nhiều ở thời điểm đầu của trận đấu rồi. Một trận thua dành cho Đậu. Turn 2.2 sẽ là một mảnh đồ gì đây? Chúng ta cùng chờ xem. Kiếm hắc ám và găng đấu tập. Ồ. Kiếm hắc ám. Nhưng mà tôi hơi tiếc khi mà con Hecarim của Đậu đã cầm cái đai lưng lẻ rồi. Không thì Đậu hoàn toàn có thể là hướng đến xe ke hắc ám. Đó là một cái món đồ hoàn toàn Đậu có thể ghép luôn ở khoảng thời gian này. Trong khi đó đây là màn hình máy của Green. Ba suy vong, hai cung thủ. Varus được cho vào để kích cung thủ dành cho vị trí của Vayne. Có cho mình mà một cái Cliff phép hắc ám. Liệu rằng Green có ghép hay không chúng ta cùng chờ xem. Một con Vayne cầm Cliff phép tôi đánh giá khá cao. Nhưng mà khi mà về mắn lên game thì Green hoàn toàn có thể xoay bài được. Chúng ta cùng chờ đợi xem chàng trai của chúng ta chỉ là một cái gậy lẻ thôi. Đang muốn suy tính một chút để có thể là lắp cung xanh hay sao đây. Anh chàng này vẫn đang còn suy nghĩ và như anh Bon đã nói thì Đậu đã quyết định lắp cho mình đó là một cái dây các ám rồi. Đây là một con Kha'Zix sẽ nhảy thẳng vào đầu thôi. Đang check nhà người chị của mình rồi. Đó chính xác như vậy, con Kha'Zix nhảy thẳng vào hai cung thủ ở phía sau. Và tôi hoàn toàn tin rằng con Kha'Zix này có thể làm được việc dứt điểm đi hai vị trí hàng sau của đó chính là vị trí của Green. Với một lượng sát thương vừa đủ đến từ cô lập, Kha'Zix liệu rằng có dứt điểm được Hecarim không? Câu trả lời là có. Warwick 2 sao có thể hoàn toàn carry được ở trong tuần này. Nhưng mà con lắc, chúng ta có thể thấy con lắc với cái lớp giáp đến từ cái lăng kính phòng hộ, liệu rằng lắc có thể dứt điểm đi qua Warwick hay không? Nếu đánh tay được sẽ là dứt điểm. Và Green dành cho mình đó là một trận thua. Lượng sát thương vừa đủ đến từ đòn đánh cường hóa của lắc. Và đó là một chiến thắng. Green phải nhận cho mình một trận thua. Tiếp tục ra thêm một con Hecarim nữa. Khả năng cao game này Green có thể hướng đến cho mình bộ bài kỵ sĩ được. Chúng ta cùng chờ xem. Green đang ôm khá nhiều thiên thần.
quyết định đó chính là cho mình free roll, cho mình một turn, thì có thể là sau khi đi chợ về anh chàng này sẽ có những con tướng mà 3 tiền để có thể chốt cho mình, đó là đội hình của mình rồi. Một cái Jack ám bách em cũng đang hướng đến với một bộ bài kỵ sĩ, với việc mà anh chàng này đã có một con Victor 2 rồi. Khá nhiều người hướng đến bộ bài kỵ sĩ thì phải, đang suy tính rất là nhiều. Valentino. Đây là Valentino, chàng trai rất điển trai, cao to ở chúng ta. Đang đép cho mình đó chính là hai quân đoàn cũng như là hai ma sứ, một con Unu cho vào để hy vọng rằng level 5 ở Valentino anh ta có thể ra được cho mình một con Brand để kích hoạt cho mình là form 3 thây ma. Nhưng mà ở phiên bản này thì nói một chút thì Kalista vẫn nhiều lúc bị AMK. Thực sẽ sự có sự chỉnh sửa ở thứ 5 vào phiên bản cập nhật thứ 5 tuần này. Tôi tin rằng là với việc mà chúng ta có một con Kalista 2 sớm và quyết định lắp đồ cho nó là một điều gì đó khá mạo hiểm. Với việc khi mà hoàn toàn con Kalista có thể đứng yên từ đầu trận đến cuối trận, không gây được một chút sát thương nào dành cho đội hình của bạn, thì sẽ là một điều gì đó khá mạo hiểm. Nhưng đến thứ 5 thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào vị trí của Kalista sớm, nếu việc cô nàng này lên được 2 sớm. Sẽ nhặt gì đây? Ồ, vòng đi chợ chúng ta 2.5, Vic One lấy cho mình một con LeBlanc cầm kháng phép hắc ám. Trong khi đó Đậu Đậu lấy một con Kata rất ngon cầm găng, một món đồ quá tuyệt vời khi mà Đậu Đậu đang sở hữu cho mình là một phong bài suy vong. Đao Phu thì anh ta lấy cho mình một con Zyra cầm gậy, khá tuyệt vời cho Đậu Đậu khi cô nàng này cũng đang có đó chính là một con Katarina rồi. Cầm cho mình đó là Zeke hắc ám, thêm một con Katarina nữa. Nếu là một con Kata 2 sớm thì hoàn toàn sẽ là một chuỗi thắng khá dài dành cho Đậu Đậu đây. Chúng ta còn chờ đây là một con Yasuo dành cho Green. Anh chàng này lại suy nghĩ rồi. Đồ này cũng hợp với đánh Yasuo nhưng quyết định Yasuo của anh chàng này là gì đây? Tôi nghĩ rằng Green không bắt. Green đang check nhà. Anh ta đang check nhà để đoán xem cái hướng đi của các tuyển thủ ở trong lobby của chúng ta là như thế nào. Và anh ta đang muốn thay. Và ba thiên thần kết hợp với cả hai con tanh đó chính là Warwick. Ồ, Green thay vào. Tôi nghĩ rằng là một con lắc thì sẽ tuyệt vời hơn. Đây là một khá bài khó. Thực sự hơi đáng tiếc cho cái bài của Green khi mà ngưỡng sức mạnh ở level 5 của anh ta không thay đổi quá nhiều, khi mà chỉ cho thêm một con Hecarim cầm không có đồ vào thôi. Đối đầu với cả nhà của Du Bầu Trời, khi mà anh ta đã ghép cho mình một Gragas 2 sao cầm giáp lửa thì đó là một trận thua tiếp theo của Green. Nguyên nhà, Du Bầu Trời đấm Green nguyên nhà. Hoàn toàn sẽ một tuần đấu, tôi tin rằng một bài đấu rất bị thọt tiền khá nhiều. Cùng với đó là việc mà anh chàng này đang tích lại cho mình 10 tiền rồi đây. Đây rồi. Rất nhanh tay, vẫn bán đi và trốn cho mình là 10 lợi tức. Và đây là Đao Phu. Anh ta giữ tiền và giữ máu quá tốt. 30 vàng ở tuần 2.6, tuần sau sẽ là 40 vàng nếu anh ta giữ được cho mình cái chuỗi thua 4. Cái chuỗi của 3. Green không đẹp lắm, cứ thắng thua rích rắc, đang muốn đánh XO thì phải. Còn Đao Phu, anh chàng này với cái chuỗi thua 2 mà thôi, nhưng đã có cho mình đó là 30 tiền rồi, giữ máu khá tốt. Giáp màu, giáp màu cầm hắc ám, giữ khá chất lượng đến từ vị trí của Nunu. Ghép được đồ sớm khiến anh chàng này hình như là hơi đợi một chút về con long tộc thì phải, nhưng mà chưa có. Anh ta xếp rất hay nhỉ, anh ta all in vào góc bên trái. Anh ta xếp dàn đấu sĩ của anh ta góc bên trái để có thể dứt điểm đi dàn tanh của đối thủ thật nhanh, kết hợp với khả năng CC tốt đến từ vị trí của Zyra. Hoàn toàn hợp lý thôi, con Nunu này với cái giáp máu hắc ám này thì ở thời điểm tại con Nunu này với một nuốt thôi hoàn toàn sẽ dứt điểm như một mục tiêu. Chúng ta thấy Kha'Zix không có sát thương cô lập, không thể dứt điểm đi cái dàn tanh quá cứng đến từ bài đấu của Đao Phu, và có lẽ trận đấu này Đao Phu sẽ giành chiến thắng. Chính xác là như vậy. Vic One, anh chàng này tôi tin rằng sau trận đấu này anh chàng này sẽ có một cái chuỗi thua 5 với cái lượng máu 76 kia. Đồ của Vic One thì khá xấu, thực sự là khá xấu. Khi mà anh ta có cho mình hai vỏ sò, trong đó có một cái vỏ sò hắc ám. Đậu Đậu update cho mình một con Nidalee 2. Nidalee 2 chỉnh cho Đậu Đậu rồi. 2.7 Đậu Đậu đã có cho mình Nidalee 2, nhưng mà tôi đang muốn xem bài Đậu Đậu, bởi vì cô gái chúng ta ở early game thì chúng ta có thể thấy là cô ta đang đếp bằng suy vong, nhưng mà đã sở hữu cho mình một con Nidalee 2 rồi. Tôi vừa để ý là cô nàng này có hai con Nidalee rồi, nhưng mà sau trận đấu vừa rồi thì có cho mình một con Nidalee 2. Với con Nidalee này lượng sát thương gây ra là cực nhiều, sẽ là một bài đấu đẹp rất tuyệt vời cho Đậu Đậu. Ám và Creep phép được đẩy cho Nidalee, quá tuyệt vời cho Đậu. Level 6 có thể kích hoạt ngay lập tức, đó chính là 4 thần sứ để giúp cho cái ngưỡng sát thương của Nidalee được đẩy lên cao hơn. Hoàn toàn Đậu Đậu có thể hướng đến một bộ bài đánh Nidalee 3 ở game đấu này. Một revenge và up 6 luôn, chắc chắn là như vậy rồi. 3 chiến binh và 4 thần sứ, Nidalee 2 sao, hai đồ như thế này thì giữ được máu rồi. Hoàn toàn là như vậy, đồ rất đẹp cho Nidalee.
và một con Nidalee 2, ba chiến binh cùng với đó là bốn thần sứ, lượng sát thương gây ra là cực kỳ nhiều. Trong bầu trời vẫn có cho mình 100 máu của mình rồi. Dù bầu trời anh đào vẫn đang cháy, trong khi đó Vic Oan có cho mình cái chuỗi thun 5, 70 máu Green 78, Valentino 80, đầu đậu, một cái chuỗi có lẽ không đẹp thì cho đậu 84 máu. Gặp đối thủ là ai đây? Đây là màn hình máy của Vic Oan. Anh ta vẫn đang muốn lợi tức và đầu đậu. Cô gái chúng ta đã gặp Vic Oan. Cảm giác như đồ của Vic Oan rất xấu đi khi mà anh chàng này bắt buộc phải ghép cho mình đó là một cái giao điện hắc ám rồi. Với một con Nidalee như này thì lượng sát thương gây ra là rất nhiều. Với việc nữa đó chính là đậu đậu áp cho mình level 6 và cắn 4 con. Rất đau. Đó là một pha cắn quá tín đến từ vị trí của Nidalee. Và Kem thì đã phải nhận một trận thua trước bài đấu của Green rồi. Đồ của Vic Oan. Ôi đồ Vic Oan. Vic Oan nghĩ rằng là lấy mảnh giáp để ghép cho mình đó là thủ tượng hắc ám. Tôi không nghĩ là như anh ta quyết định là ghép một cái static hắc ám rồi. Thực ra ở cái thời điểm này thì lấy cái gì ở cái pha đó cũng là khó thôi. Bốn hiệp sĩ chưa lắp được đồ luôn. Rất khó ghép, rất khó ghép. Đây là những cái đắn đo của Vic Oan. Anh ta đang có chỗ thua. Anh ta không có lý do để roll. Anh ta chỉ lên cấp và hy vọng rằng ra được những con chest 4 tiền để có thể định hướng đội hình cho mình. Và tôi nghĩ là không roll trong pha này là hoàn toàn hợp lý mà thôi. Hợp lý. Tôi đang nhìn thấy rất nhiều nhà update. Nào là một con Nunu 2, một con Rai cầm cho mình đó nước mắt ám rồi. Rất nhiều bài mạnh. Đây là Lin Lin với con Nocturne 2, đồ khá đẹp. Lin Lin, chàng trai của chúng ta đã có một con Nocturne mới chỉ là một sao mà thôi. Nhận một pha ý lực của Syndra. Và gần như là Nocturne đang ở cái ngưỡng máu rất là nguy hiểm rồi. Bị áp sát đến từ vị trí của Poppy. Liệu rằng Nocturne bị dứt điểm không? Và câu trả lời là có. Một trận đấu tiếp theo của Lin Lin. Bài Lin, một bài đấu anh ta roll 6 để kiếm phong bài Nocturne. Nhưng mà có lẽ là roll khá đen khi mà bài anh ta full 1 và phải nhận một trận thua. Cũng bởi vì là Vic Oan quyết định ghép cho mình đó lắp cho mình đó đội hình 4 hiệp sĩ nữa, nên lượng cái sát thương của con Nocturne 1 kia hoàn toàn nó không thể gây ra được quá nhiều sát thương. Đó là 4 hiệp sĩ 49 tiền dành cho Vic Oan rồi. Khá là một tuần thắng vừa rồi có thể là sẽ ảnh hưởng chút đến một tiền của Vic Oan. Anh chàng này sẽ lắp gì đây? Anh ta rất đắn đo. Thực ra quá nếu khó. Mà đồ này đặt vào một vị trí khác tôi nghĩ cũng không lắp được. Bởi vì đồ rất khó lắp. Tôi vừa nhìn thấy nhà nào đấy có 6 con Nunu rồi, 2 con Nunu 2. Rất khủng khiếp ở thời điểm hiện tại. 3.3 đó. Khủng khiếp quá. Còn nhà ai nữa anh? Đào Phu. Còn nhà ai nữa? Đó chính là Đào Phu khi mà anh ta đã ghép cho Nunu. Ngay từ ban đầu đã có form bài 4 lô sĩ và có cho mình đã là 2 con Nunu 2 rồi. Đây là lên 7. Quá khá là lưỡng. Thực quá sự là du bầu trời. 3.3 anh ta đã lên 7 rồi. Với việc mà có cho mình đó là bốn thần sứ cùng với giáp lửa này thì cái lượng sát thương gây ra chỉ cần là con Gragas đứng thôi là cũng gây được lượng sát thương quá nhiều dành cho Vic Oan rồi. Đấm đó chính là 5 con. Tôi vẫn tin tưởng, tôi vẫn tin tưởng một chút gì đấy vào Vic Oan khi mà anh ta là một trong những người đánh cái chuỗi thua rất tốt. Tôi nghĩ là Vic Oan hoàn toàn có thể lật được ở trong những cái round đấu sắp tới. Một cái găng hắc ám chăng? 48 máu. Kama, găng hắc ám. Tôi nghĩ là găng hắc ám sẽ là một cái món đồ mà Vic Oan có thể lựa chọn. Đao Phu thì anh ta lấy cho mình một con Tarvik cầm nước mắt. Green thì sao? Có lẽ là Morgana cầm đai lưng thì phải. Đúng là như vậy rồi. Đồ khá là đẹp rồi. Nếu mà ở turn này mà Vic Oan lấy một con Kama thì đồ bị lặp, nên anh chàng này không thể nào lấy một con Kama đó được. Không thể ghép được đồ luôn. Bây giờ anh chàng này phải giải quyết lượng đồ rất lớn rồi đây. Phải giải quyết đi thôi, không máu tụt lắm rồi. Không quyết định luôn, đã lì 7 thì phải. Tôi nghĩ rằng là anh chàng này đang muốn lì lên 7 một chút. Tôi nghĩ phải lên 7 thôi. Để bây giờ anh ta luôn 6 chắc chắn anh ta đi luôn. Để mà nói một cái phiên bản này đánh theo kiểu mà lưu switch mà có thể comeback thì tôi nghĩ chỉ có vị trí của thiên thần thôi. Đồ đậu đậu rất đẹp rồi, găng bảo thạch vô cực cùng với đó là xe cây hắc ám. Quá khủng khiếp thì đậu đậu rồi. Cùng chờ xem. Bài của Vic Oan đang rất phụ thuộc vào những con tướng 4 tiền mà Vic Oan có thể roll ra ở level 7. Gặp đối thủ là Kem. Anh ta đang đép cho mình một form bài ma pháp sư và kỵ sĩ. Một con Victor cầm JK hắc ám. Cả này đang cầm cung xanh. Thủ tượng thạch giáp hắc ám dành cho vị trí của Hikari. Cảm giác như Kem đang muốn hướng đến đó chính là Raven thì phải. Bởi vì anh chàng này đang có một cái JK hắc ám cùng với đó là một cái cung xanh và một mảnh găng nữa. Hoàn toàn nếu mà một con Raven từ sớm thì bác em khó rồi.
Một người yêu thích đánh chuỗi thua, nhưng mà thực sự là phải nói chia sẻ một chút là chuỗi thua ở mùa giải này rất khó đánh, Khó đánh. rất khó đánh. Tôi nhìn vào đồ Vic One, tôi chưa chắc Vic One đồ đẹp hơn những người đánh chuỗi thắng đâu. Đúng rồi. Và anh ta còn đang đắn đo để có thể định hướng cho mình trong đội hình sẽ sử dụng những cái món đồ nào. Đã ra cho mình Kama. Còn đây là mình hầm máy của anh chàng Valentino, một con Rai. Ba thây ma đã có và một con Rai cầm một cái bùa xanh hắc ám, một đồ chứng phái dành cho vị trí của Rai. Đồ rất đẹp, anh chàng này tôi nghĩ rằng anh chàng này đang đợi thêm một con Nunu nữa, có thể swap đồ cái giáp tinh thần kia dành cho con Rai. Thì con Rai này lượng sát thương gây ra là cực kỳ nhiều. Liệu rằng có phải là một form bài xoay suy vong của Valentino hay không, chúng ta cùng chờ đợi. Trong cái đồ đau động là người đang trái với một con Linali 2 sao. Hoàn toàn là cháy thôi, bởi vì cái ba đồ dành cho Nearly và Nearly 2 từ sớm, dù bầu trời cũng đã bị cắt switch rồi. Liệu rằng với sát thương cô lập, con Kha'Zix có thể dứt điểm vị trí của Kalista hay không, chúng ta cùng chờ xem. Nhưng con Kalista này, ui, tôi không thấy cái lượng đam gây ra từ một con Kha'Zix là như thế nào cả. Nhưng với con Sion này, liệu rằng có thể dứt điểm đi dàn thần sứ của dù bầu trời không đây? Tôi nghĩ rằng là có thể, với việc con Kalista này gây sát thương, đó là một cái ném. Dù bầu trời anh ta đã mất streak rồi. Đây là cái round đúng này, anh ta thua hay thắng thì tôi nghĩ cũng không thay đổi quá nhiều. Valentino anh ta phải nhận cho mình một trận thua, update cho mình ở Victor 2. Bán đi ở bắt đầu, xoay form suy vong. Hoàn toàn là hợp lý thôi, bởi vì đây là hai đồ rise cực mạnh dành cho Valentino rồi. Sau tuần này anh chàng này sẽ lên 7 và Onin rất nhiều đây. Tôi thực sự ở thời điểm này tôi muốn xem màn hình của Vic One nhiều hơn, bởi vì Vic One đang có một bài đấu rất khó khăn và khá phụ thuộc vào khả năng roll nữa. Valentino anh ta sẽ Onin ở level 7 để kiếm cho mình form bài suy vong của mình, hoàn toàn là hợp lý mà thôi. Đồ ra 4 mảnh đồ khá ổn dành cho Valentino. Roll thôi. Katarina đã đủ form bài là 6 suy vong. Diana tiếp tục luôn để update cho mình, đó chính là Warwick 2 và Hecarim 2. Nâng form cho mình lên 2 sao. Roll thêm một chút nữa. Mordekaiser. Tôi nghĩ rằng phải ngừng thôi. Không có Draven dành cho vị trí của Valentino rồi. Cạn tiền. Một con Rai nữa rồi. Anh ta đang muốn ghép gì đây? Đau lại Rai và tích lại lượng lợi tức. Trong cái đó Đao Phu anh ta đang muốn nuôi một con Nunu 3 anh ạ. Nunu 3. Và tôi nghĩ rằng là anh chàng này sẽ đánh bằng Zyra. Với cái bộ bài Zyra này và với form Thema này thì lượng sát thương gây ra là rất nhiều. Nunu 3 lượng sát thương gây ra là ổn. Và đó là lượng tanh nữa, con Rai này chói sẽ không đủ đâu. Không đủ. Và đó là một trận thua tiếp theo của Valentino. Với con anh ta chỉ có 16 máu mà thôi. Quá đúng khó quá anh. Thấp rồi, còn đây là du bầu trời. Anh ta giữ máu quá tốt ở early game. Bây giờ bắt đầu thua nặng. Ui, anh ta có Nico. Có Nico. Liệu rằng anh ta còn lấy cái Nico này hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Chắc chắn anh chàng này sẽ không lấy cái nước mắt hắc ám kia đâu. Và hai mảnh đồ còn lại thì cũng khá là lặp dành cho anh chàng du bầu trời này. Sẽ là lấy Nico hay không đây? Đang quyết định đắn đo một chút là lấy Nico rồi. Một con Kama. Một cái món đồ khá ngon dành cho vị trí của du bầu trời. Anh ta bỏ Kha'Zix và thay Kama. Tôi cảm thấy con... Tôi nghĩ rằng là tại sao không phải là bỏ con Suraka để cho con Kha'Zix vào nhỉ? Tôi cũng đang định nói là như vậy, bởi vì con Kha'Zix này nó vẫn có một lượng đam nhiều hơn. Nhưng anh chàng này đang nghĩ rằng là con Suraka này có một chút burn mana, nó đốt đi được mana gây ra. Đao Phu, một cái nỏ xe hắc ám cũng như là một cái quyền trượng nó đẩy cho vị trí của Zyra 2 sao rồi. Đối đầu với cả nhà du bầu trời. Trong khi đó Vic One với 16 máu như thế kia thì liệu rằng Vic One anh ta có thể dẫy được trong trận đấu sắp tới hay không? Anh Bon thì thấy con Zyra lượng sát thương gây ra là rất nhiều. Và đây là một Sion. Sion được triệu hồi và đó là một chiến thắng của Đao Phu trước bài đấu của du bầu trời. Quá khó đi. Du bầu trời anh chàng này đang muốn lì một chút để có thể lên 8, có cho mình cái lượng đồ cần thiết, lượng tướng cần thiết và sử dụng cho mình cái Nico hợp lý thì hoàn toàn anh chàng này sẽ ổn định bài thôi. Không có gì phải vội cả. Vic One anh ta vẫn đang trung thành với cái chỗ thua của mình. Và cái chỗ thua của anh ta có lẽ là dài như đường láng rồi. Liệu rằng anh ta có thể dành cho mình một chiến thắng trước khi anh ta phải gục ngã không? Chúng ta cùng chờ xem. Vic One thấp rồi. Vic One chưa thắng được một turn nào ở trận thi đấu này. Khá khó Vic One khi mà anh chàng này chưa có mình, đó là Raven 2 và Mordekaiser 2. Ông Hoàng Lôi Thông, hai con co và lượng sát thương mạnh nhất thì không thể lên vào đây. Là bài của Lindy. Ôi, gặp sát thủ. Quá thiếu may mắn dành cho Vic One.
Thực sự để mà nói Big One bây giờ gặp nhà nào thì tôi cũng nghĩ là cái lượng sát thương gây ra của anh chàng này không đủ nhiều để dứt điểm đi những vị trí đối phương Vic dừng đánh chịu thua nhưng phải đổ Vic phải đánh theo một cái bài mà không quá khỏe ở meta này. Đó chính là một bài quân đoàn và anh ta đã phải dừng lại ở tôn 4.3 rồi, một tôn đấu rất sớm. Nhưng mà phải thực sự mà nói để mà đánh chỗ thua ở phiên bản mùa giải thứ 5 quá khó. bạn phải roll 7 cực kỳ giỏi và đỏ nữa thì mới có thể comeback lại, và lượng đồ mà chúng ta thua thì phải đẹp nữa. Tôi nghĩ là đỏ là chưa đủ, còn chúng ta còn phụ thuộc vào lobby của chúng ta nữa. Những người đánh chuỗi thắng họ cũng có thể là đồ đẹp hơn các bạn, Đúng và rồi thậm như chí vậy. họ có thể ra tướng còn sớm hơn cả những người đánh chuỗi thua nữa. Thì đó là một cái con dao hai lưỡi, thậm chí là rủi ro cho những người đánh chuỗi thua ở mùa giải thứ năm này là rất cao. Và Vĩ Quân đã phải dừng lại vị trí 8. Kem thì đang có cho mình 44 máu, Lin 48 mà người đang cháy đó chính là Green. Đậu đậu đã phải mất đi cho mình cái win streak rồi. Ui, Đào Phù một bài đấu rất mạnh dành cho Đào Phù đây. Khi mà anh chàng này, nếu mà tôi nhìn không nhầm, anh chàng này lấy đó cho mình, đó là một cái găng thì phải, đúng là như vậy rồi. Sẽ là một cái biến thây ma dành cho Đào Phù mà thôi. 4 thây ma, một con rai nữa sẽ là 5 thây ma dành cho Đào Phù. Tuyệt vời. Một bài đấu mà đánh bằng Zyra, nhưng Zyra có vẻ ra không nhiều lắm dành cho anh chàng này rồi. 4 thây ma đã đủ, đang thiếu rai. Đang thiếu rai, Anh hiểu rồi, 5 ta thây ma. nếu mà anh ta lên được con set 3, lên được một con Nunu 3 thì cái slot còn lại sẽ đẩy con vị trí con rai vào để kích hoạt cho mình đó là form bài 4 thây 5 thây ma. Ủa anh ta đang né sát thủ, tôi biết rằng anh ta đang muốn né sát thủ. Liệu rằng anh ta gặp ai đây? Gặp nhà Lin, và Sát đúng là thủ nhà luôn. sát thủ luôn, và kê luôn vào mặt vị trí con Doctor. Lỗ sát thương gây ra là quá nhiều với một con Doctor cầm đồ như thế này. Ba đồ đẹp của Nocturne, và clear của Nocturne là rất cao. Nhưng con Siren này lượng máu là rất nhiều, nhưng con Nocturne này tỏ ra là không thể dứt điểm đi con Siren này khi mà không có đó cho mình là diệt khổng lồ, quá khó. Một con Sion làm Cần đâu được, nó hắc ám. và đó là một chiến thắng của Đào Phù. Chàng trai chúng ta vẫn đang giữ được cho mình cái win streak và đẩy cái chuỗi thắng của mình lên là chuỗi thắng 5 rồi. Trong khi đó Đậu Đậu giữ được máu ở 63, nhưng mà tôi đang hơi tò mò xem Đậu Đậu cô gái chúng ta có quyết định là đánh một bài Ninja Lee hay không, hay là đánh sẽ xoay bài dành cho bài đấu đó của Đậu Đậu. Thực sự iPhone 2, Đậu Đậu update cho mình của iPhone 2 thì khả năng cao Đậu Đậu sẽ hướng đến cái kiểu thuật sĩ và thần sứ rồi. đúng là như vậy rồi, hoặc là cô nàng này muốn đánh cho mình đó chính là một con Kama, và có cho mình là hai thần sứ thì lượng sát thương gây ra là rất nhiều rồi. Chúng ta cùng chờ xem. Dù bầu trời anh chàng này có một con Kama 2 rồi. Dù bầu trời tên rất hay, tôi rất ấn tượng khi mà tôi các giải có những cái tên team hoặc là những cái tên mà các bạn đặt nghe rất bánh cuốn. Valentino, anh chàng này có một cái giáp chest nên là anh chàng này giữ được máu khá là nhiều. Và một con Rai kia nữa, liệu rằng có đủ để dứt điểm đi một con Siren này không? Tôi nghĩ sao không thể carry được. Bị cô lập rồi. Và con Rai này sẽ tiếp tục liên tục chói mà thôi. Và con Victor kia cũng sẽ tạo ra lượng giáp nữa. Hoàn toàn sẽ là một chiến thắng dành cho Đào Phù trước bài Valentino Valentino trước bài trước đấu của Đào Đào Phù thôi. Phù. Kem đang trong giao tranh với cả bài đấu của Du Bầu Trời. Lin chỉ còn lại cho mình là 37 máu qua thôi. Một chiến thắng và Kem chỉ còn lại cho mình là 20 máu thôi. Liệu rằng tân quái này anh chàng này sẽ có được những gì đây, mặc dù là nuôi cho mình làm con Zyra nhưng Zyra không ra được nhiều cho lắm. Đang có cho mình là ba quả trứng rồi, hai quả trứng này tơn sau sẽ nở, và tôi mong rằng sẽ là một con set 3 hoặc là một con Zyra nào đó để có thể anh chàng này sẽ có một bài đấu đẹp hơn. Một bài đấu Yasuo chúng ta có thể thấy ở trong trận đấu đầu tiên rất nhiều bộ bài đã được mang đến, thầy ma Yasuo, suy vong và thần sứ đều có cả. Một cái găng nữa dành cho Đào Phù. Chỉ là một cái găng thôi chứ không phải món đồ nào dành cho vị trí của Đào Phù. Tơn 5.2 mà ra cho Đào Phù cái xẻng hắc Liệu rằng ám. có phải set 3 không? Không, đó là Hai con Nash thêm hai con Ashe và hai con Jayra. Sẽ là một lượng tiền rất lớn dành cho Đào Phù. Sẽ là up 8 lên luôn để có thể roll cho mình. Đó còn Rai nữa. Hoàn toàn sẽ là 5 thây ma, một con set. Đây là gấu rồi, một con gấu nữa. Hoàn toàn là hợp lý. Đây rồi, chính xác như vậy, một con Rai và 5 thây ma dành cho Đào Phù. Rất Anh tuyệt vời. ta một con Volibear cho vào, một Ashe cho vào. Anh đang vẫn muốn sử dụng cái con Ashe này. Gặp hình như cái bóng này như là của Valentino thì phải. Liệu rằng có phải không ta? Chính xác như vậy rồi. Tôi vẫn nhớ là có một anh chàng nào đó giữ cho mình là Jhin Hắc Ám, cùng với đó là cung xanh. Con Zyra kia chói rất tín.
Và còn sân này là sân 5 thay ma, hoàn toàn sẽ một chiến thắng cho Đao Phu thôi. Kem thì vẫn đang phải tiếp tục cho mình cái chuỗi thua. Anh ta chỉ còn lại cho mình 7 máu mà thôi. Dù bầu trời 34 máu, Linlin 37 máu. Người đang cháy là Valentino với bài đấu suy vong của mình. Aphelios 2 sao đến từ vị trí Green, up cấp 8 của tôi 5.2, đó chính là Valentino. Rất là muộn màng. Dù bầu trời update Real 2. Và đây là bài đấu của Đậu Đậu, một cái quỷ thứ hắc ám đẩy cho vị trí của Volibear. Không, Đậu Đậu đang nghĩ để có thể lắp đồ. Tôi nghĩ rằng phải lắp đồ bây giờ thôi, bởi vì bây giờ lượng đồ nó sẽ không trả thêm nữa ở tới 5.2 rồi. Kiếm súng hay không đây, hay là một cái diệt, một cái diệt, một cái diệt khổng lồ nếu như gặp Đao Phu. Chính xác, anh ta đã quyết định ghép diệt. Còn đây là bài đấu Green. Green có giáp chest đang chỉ là mới 4 con Yasuo thôi, chỉ trận này khá khó để Green có thể update cho mình một con Yasuo 3 sao, 6 ma sứ đối với đầu với cả 6 thần sứ, 9 chest. Và Green đang có lợi thế một chút, và sẽ là một chiến thắng cho Green mà thôi, bởi vì đây là con Yasuo đã tích được đủ stack và con Aphelios kia lượng sát thương gây ra rất nhiều. Tôi nghĩ rằng nếu mà Đậu Đậu tính gặp nhà Green thì Đậu Đậu hoàn toàn có thể để con Volibear xuống thấp hàng xuống bên dưới để có thể phá đi cái lớp giáp đến từ đội hình ma sứ. Nhưng mà đó là một trận thua của Đậu Đậu trước bài đấu của Green. Và em ép được trong tuần này và anh ta vẫn giữ được cho mình là 7 máu. Đậu Đậu đang roll, cô nàng này đang muốn tìm kiếm thêm một điều gì đó. Đang muốn sử dụng Nico của mình thì phải một con set 3. Set 3 và thiếu một con Lulu nữa để update Lulu 3 sao dành cho vị trí của Đao Phu. Và Zyra cũng thiếu đâu đó khoảng 3 con. Đây là bài đấu của Valentino, anh ta có một Rai rất chiến nhỉ. Tôi đang nhìn thấy bài đấu một con Raven cầm cung xanh của một dây các ám là bài của Kem. Động đảo, ui. Ui, một pha đảo rất nhanh tay của Đậu đối đầu với cả Kem. Kem không lên cấp trận này. Và đây là bài đấu Kem. Kem không có Raven 2, đơn giản là Kem roll 7 hết tiền. Hết tiền và không ra thêm một con Raven 2. Và với việc anh chàng này có một cái giáp chest nữa thì... Con Kama bị ăn án tử nhưng mà vẫn còn sống. Và đó có thể là dấu chấm hết dành cho Kem rồi. Sẽ là một chiến thắng. Tôi tin chắc là như vậy khi mà còn đó là Soraka, còn đó là Ivor. Sẽ là một pha turn phải dừng lại ở vị trí top 7 dành cho Kem mà thôi. Nhưng con Nekarim kia đang tỏ ra khá trâu. Và URF thì con Nekarim này hoàn toàn sẽ bị dứt điểm mà thôi. Hơi lâu một chút với việc mà con Nekarim cầm hai đồ đó, là hai cái thú tượng hắc ám và thú tượng thường nữa. Vòng đi chợ 5.5 của chúng ta có hai biến thiết giáp, nhưng tôi nghĩ có lẽ không quá nhiều ý nghĩa trong lúc pin này. Viego, bùa xanh, Sojin, Kin Vẹt là những con tướng rất ngon. Và dù bầu trời anh ta lấy cho mình một con Kin Vẹt rồi, Đao Phu thì có cho mình một cái Sojin hắc ám. Đậu Đậu quyết định lấy cho mình thêm một cái bùa xanh nữa. Cô nàng này muốn lắp cho ai đây? Khi mà con Kama của cô nàng này đã có cho mình đó là 3 đồ rồi. Một con Kin Red xuất hiện ở cửa hàng của Đậu Đậu. Tôi nghĩ rằng là cô nàng này nên cho một con Gragas lên cao và con gấu thấp xuống một chút thì sẽ hoàn toàn hợp lý hơn. Suraka đang roll gì? Không biết cho Blue cho ai đây. Một pha lấy Blue. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Dù bầu trời anh ta cũng đã đánh bằng một con Kama rồi. Anh ta có bùa xanh hắc ám dành cho vị trí của Kama. Blue dành cho Kha'Zix. Thì với việc Kha'Zix có một cái Blue này, lượng sát thương gây ra từ cái chiêu cuối của anh, của con Kha'Zix này sẽ là sớm hơn. Hai bài Kama đối đầu với nhau nhưng mà một pha hất tung tốt đến từ vị trí Volibear. Vreoka vợ khá tốt. Kama của Đậu bây giờ mới lên được skill. Nhưng lượng sát thương của Kama của Đậu là nhiều hơn rất nhiều. Chất lượng hơn, đó chính là ba đủ công dành cho Đậu Đậu. Vô cực kiếm, diệt khổng lồ cũng nhờ cầu đi phép. Lượng sát thương quá lớn và Valentino anh ta vừa giành một chiến thắng trước bài đấu Green rồi. Bài của Đậu cảm giác như gần như là... Cái mùa xanh dành cho vị trí Kha'Zix của Đậu. Có lẽ Đậu làm tôi nhớ đến một cái mùa giải mà con Kha'Zix đó là một con tướng 4 tiền. Kha'Zix card. Kha'Zix card, đúng rồi. Khi mà anh update được một con Kha'Zix 3 sao thì gần như anh không nhìn thấy Kha'Zix ở trong giao tranh luôn. Nó cào liên tục và hóa gần như là mất hình liên tục. Ở cái thời điểm đó thì gần như là chưa có cái blue thì phải. Đó là một cái quyền trượng thiên thần theo một con Kha'Zix card. Lượng sát thương gây ra là cực nhiều với vô cực kiếm. Đậu Đậu gặp cho mình bài sát thủ của Linlin. Con Viego này tôi nghĩ rằng nó sẽ một điều gì đó rất khó chịu. Và con Kata nữa, lượng sát thương là cực kỳ nhiều. Lượng sát thương của Kata dứt điểm đi vị trí Kama không. Kama vẫn còn đó, vẫn xa
một chấm máu mà thôi. Ui, tôi tưởng chừng như Gama ném được phát cuối đó có khi win. Chính xác là như vậy. Hơi khó là có cả Daisy nữa. Và đâu đâu cô ta chỉ còn lại cho mình là 19 máu mà thôi. Trong đó Du bầu trời, anh ta phải dừng lại ở vị trí top 6 rồi. Một cái nỏ set nữa dành cho Linlin rồi. Anh chàng này, cái tên Linlin tôi cứ mường tượng như là một cô gái vậy. Tôi nghĩ rằng ở thời điểm này anh chàng Đao Phu có muốn bỏ cho mình đó là Long tộc hay không. Bởi vì hai quả trứng này nó sẽ là một điều gì đó, có thể là sẽ ra một con Zyra nữa và Ronot thôi. Với bốn đấu sĩ thì hoàn toàn sẽ là một bài đấu đẹp hơn thành cho Đao Phu. Giáp lửa game có thấy thể thấy Đao Phu hơi thiếu Ronot để cho Đao Phu thêm một cái giáp lửa để có thể là gia tăng lượng sát thương đến từ vị trí của Ronu. Đang muốn nốt cho mình con Zyra đi. Zyra 3 sẽ là tròn bài hơi đen. Ôi, không phải Zyra, khá đáng tiếc. Đang roll và đang hy vọng rằng có thể update một con Zyra 3 sao. Nhưng game có vẻ nói không. Đao Phu ơi, Đao Phu có tính những cái việc mà kẹp thêm ma pháp sư không? Đúng là như vậy tôi rồi. Tôi nghĩ bây giờ tầm mày bỏ át thôi. Bởi vì đang dãy top. Ủa anh ta. Tôi nghĩ là bỏ át đi xong cho con Wick kia vào sẽ có thêm tank, hoặc là cho ma pháp sư vào thì sẽ hợp lý hơn. Đúng. Anh ta, con gấu nó khá nhiều giá trị. Anh ta là có thể đánh 4 đấu sĩ hoặc là 2 ma pháp sư, nhưng mà anh ta quyết định là cho 2 Zyra thay vì là 4 đấu sĩ đối đầu với cả nhà đầu đầu. Đầu đầu đã swap cái bộ xanh thành cho vị trí của Kama rồi. Nhưng con Kama này với cái dây khổng lồ kia chưởng những con đấu sĩ là cực kỳ đau. Một pha chói tốt đến từ vị trí của Zyra. Xem liệu rằng có làm được hay không đây, chúng ta cùng chờ xem. Lunu vẫn còn đó. Và Kama lượng sát thương gây ra. Ui. Kamezoko. Con Kama rất ghét khi mà những cái đối phương đang phải di chuyển lại gần Kama đó. Một cái cung sách hắc ám và một cái cuồng cung Gunan hắc ám. Hay là bốc đồ đây một con Zyra nữa thôi sẽ là Zyra 3. Tôi không nghĩ rằng là tại sao anh chàng lại lấy con cái cuồng cung nhở. Tại vì đã có một cái cuồng cung thường rồi. Ronot thôi. Bán át đi thôi. Không update được cho mình một con. Tôi đang muốn xem một cái sức mạnh ở bốn ma pháp sư như thế nào. Khi mà nếu mà anh ta lên được một con Zyra 3 sao, kích hoạt cho mình là bốn ma pháp sư, lượng sát thương gây ra bởi cái vệt chói của Zyra là rất nhiều. Hơi khó dành cho Đao Phu rồi. Như đã nói thì game đấu không ủng hộ Đao Phu đánh cho mình đó là một con Zyra 3 nên ra rất nhiều. Và Linlin vừa lên Nocturne 3 Đao Phu gặp luôn. Rất khó, rất khó. Quá khó đi. Con Nocturne này lượng sát thương và clear đi là rất nhanh. Sai được triệu hồi. Con Sai này có lo được hay không? Đang áp sát vào vị trí của Nocturne và Nocturne mất đi cho mình lớp sát tinh thần. Lượng sát thương đốt kịp rồi. Và đó là một chiến thắng của Đao Phu trước bài đấu của Lin. Tưởng chừng như là bài đấu khi mà Lin đã update được cho mình một con Nocturne 3, nhưng mà lượng sát thương gây ra một con Nocturne nó không clear đi được là rất nhiều. Nó không clear đi được cái dàn thây ma đấu sĩ. Đậu đậu nó phải dừng lại vị trí top 5 rồi. Đậu đậu cô gái chúng ta phải dừng lại ở vị trí top 5 và tiếp tục roll. Ồ, không phải là Zyra và đó là một con set. Tôi đang muốn có bán đi con Ivern kia để roll thêm một chút không. Đang muốn làm gì đây? Không, xếp bài thôi. Không làm gì quá nhiều cả. Nếu mà một trận top 3 thành Đao Phu thì hoàn toàn là một trận đấu thành công thành Đao Phu rồi. Trong top 4 nếu mà với một con Zyra 3 tôi nghĩ cũng khá ổn rồi. Một con co cầm 3 đồ của Đao Phu, anh ta đang đổi khá nhanh. Gặp đối thủ ở ai đây? Valentino, anh ta có lốc. Lốc đó là một con Nunu. Anh ta lốc để không con trai của anh ta không bị một pha cắn đi luôn mất cái lớp giáp thiên thần. Con Zyra đã bị kéo án tử rồi. Quá một pha, khó. Một pha out play tốt đến từ vị trí của Valen. Valentino gần như là xếp bài để có thể là dứt điểm đi vị trí của Đao Phu rồi. Sẽ là một chiến thắng dành cho Valentino thôi. Và một âm khá đau và Green đã phải dừng lại. Green phải dừng lại ở vị trí top 3. Trong khi đó Đao Phu anh ta phải dừng lại ở vị trí top 4. Valentino vẫn đang trái với một con Zyra, một con Rai cầm đồ rất chiến. Một cái lốc nữa cái sẽ lock. Là hai lốc dành cho Valentino. Linh đối đầu với nhà sát thủ Valentino anh ta có cho mình là hai lốc rồi. Máy chiếu hắc ám. Thực sự thì pha đó thì nếu mà Valentino không lấy được cho mình cái lốc thì hoàn toàn có thể lấy cho mình đó là một cái giáp gai. Thì sẽ là một cái điều gì đó rất khủng khiếp dành cho Linlin. Valentino anh ta roll có vẻ khá đen khi mà không update được cho mình một con Draven 2. Nhưng Valentino thì gần như là đánh bằng Rai rồi. Mặc dù là Draven là 3 đồ nhưng không có được Draven 2
nó sẽ bị hạn chế đi khá nhiều. Bò góc lại dành cho vị trí của Raven để có thể bảo vệ rồi. Hoàn toàn sẽ là lắp lốc sau để có thể lốc đi vị trí của Nocturne hay không đây. Chờ đợi một chút. Không lốc được vị trí Nocturne, lốc đi vị trí của Ivern, bị chiếu nguyên nhà. Tiếp tục là một pha ngưỡng máu của Rai rất ổn để cho Rai có thể sử dụng những pha ngục cổ ngữ là liên tục. Và đó là dấu chấm hết dành cho bài đấu của Lin. Một trận đấu top 1 dành cho Valentino khi mà anh ta đã sử dụng một bộ bài suy vong. Và có cho mình là một con Rai cầm đồ chấm phái, một cái bộ xanh đen đậm. Gần như là chấm hết dành cho bài đấu sát thủ đó. Lượng sát thương đến vị trí của Valentino gây ra là rất nhiều đến từ con Rai. Với việc con Rai này có hai đồ rất đẹp, và mặc dù là Raven 1 thôi, nhưng với 6 suy vong thì lượng sát thương của con Raven này là rất nhiều. Với một con Raven chỉ là 1 sao nhưng mà có 3 đồ kết hợp với lượng sát thương gây ra bởi những pha ngục cổ ngữ liên tục. Gần như là con Nocturne tôi thấy đứng im ở trong giao tranh. Và đó là dấu chấm hết dành cho bài đấu của Lin. Một trận đấu top 2 với bài đấu sát thủ của Lin tôi nghĩ cũng khá ok rồi. Bởi vì bài đấu của Valentino anh ta đã sở hữu cho mình là một con Kindred nữa, cũng như là những cái món đồ quá chấm phái để cho bộ bài suy vong. Cùng với đó là hai lốc nữa. Với việc mà ở thời điểm đầu của round đấu thì chúng ta phải bị mất đi hai tướng thì hoàn toàn sẽ là một điều gì đó cực kỳ bất lợi dành cho đối phương. Và xin chúc mừng, đó chính là Valentino với bài đấu suy vong của mình đã có cho mình một trận đấu top 1 và có một lợi thế ở vòng đấu này. Chính xác, một trận đấu top 1 làm vốn để giúp cho Valentino anh ta có tâm lý thoải mái hơn ở hai trận đấu tiếp theo. Nhưng mà nói một chút thì tôi và anh Vũ đều dự đoán sai. Đậu thì trận này cô gái chúng ta phải dừng lại ở vị trí top 5. Trong cái đấu Green thì dừng lại ở vị trí top 3. Top 3 thì hoàn toàn là hợp lý dành cho Green thôi. Và sẽ là một điều gì đó cần cố gắng rất nhiều đến vị trí của Đậu. Ở những cái game đấu sau, nếu mà cô nàng này muốn có cho mình một cái vị trí hoàn toàn là hợp lý. Và Vic One nữa, anh chàng Vic One với một game đấu đầu cực kỳ khó khăn thì không biết rằng hai game đấu còn lại thì anh chàng này sẽ thể hiện như nào. Sẽ phải là hai trận đấu khá tốt, bởi vì đây là thể thức đơn thì đúng sẽ là rất là khó dành chúng ta nếu chúng ta có một bất lợi rất lớn với cái việc mà có cho mình là top 8. Chuỗi thua quá khó đánh ở phiên bản hiện tại. Và với con anh ta phải dừng lại vì trong 8 với bộ bài quân đoàn. Thực ra quân đoàn không phải là một bài quá khỏe ở meta này. Nếu như anh ta đánh chuỗi thua mà roll ra không được những cái form bài đủ 2 sao và đủ để giúp cho anh ta giữ máu thì rất dễ bị có thể đẩy máu xuống với ngưỡng nguy hiểm. Và đã phải dừng lại vị trí 8 và hy vọng rằng Vic One ở trong hai trận đấu tiếp theo anh ta có thể giữ lấy lại được bình tĩnh và sẽ cầu nguyện cho khán giả những cái trận đấu tiếp theo thật là hay. Thực sự thì gần như là Vic One không giữ được máu mà thua từ đầu đến cuối, khiến cho anh chàng này cũng không ra một bài đẹp luôn, đồ cũng xấu. Thì rất mong và chúc cho Vic One ở những game đấu sau sẽ có một điều gì đó thuận lợi hơn. Và chúng ta đang chờ bảng cái kết quả của trận đấu. Và chúng ta sẽ đến với bảng điểm ngay sau đây. Chúng ta sẽ đến ngay đây thôi.
Hãy tham gia group TG và những người bạn, subscribe và nhấn chuông kênh Tố Viêm Minh để theo dõi các giải đấu đua trên lý đỉnh cao do TG tổ chức. Xin chào và hẹn gặp lại.